Ok, xin chào 500 anh em viewer của Tokyo Camera. Chúng ta lại quay trở lại rồi. Và hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn một cái cách để có thể update firmware con Ita 360 Go này lên phiên bản mới nhất. Một số anh em thì vẫn đang thắc mắc là làm sao có thể update firmware lên. Còn cái lợi ích khi mà chúng ta update firmware lên là gì? Theo nhà cung cấp có nói thì chúng ta có thể quay được tận 5 phút ở cái bản firmware mới này ở chế độ FPV mode. Đó, còn ở những phiên bản trước ấy, chúng ta chỉ quay được tối đa là 60 giây thôi. Còn ở phiên bản này thì nó đã lâu hơn khá là nhiều. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể update firmware con camera này lên. Đây có thể nói là một con camera siêu nhỏ, có thể anh em đã từng biết rồi. Đây, nếu mà anh em đã xem clip review lần trước của mình thì anh em đã biết đây là một con camera siêu nhỏ, có thể gắn vào bất cứ nơi đâu bằng nam châm. Đó, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái cách có thể update firmware lên anh em nhé. Đầu tiên là máy chúng ta phải sạc đầy pin, trên 50% pin thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành update firmware nhá. Sau đó chúng ta sẽ kết nối vào trong dock này. Đó, kết nối vào dock. Ok, và rút cái đầu này ra. Thì cái đầu này nó được sử dụng để kết nối cho iPhone và nó cũng có cắt chuyển đổi. Anh em hãy dùng cái dock kết nối với điện thoại này. Và sau đó chúng ta sẽ phải mở cái app Ita 360 Go này lên. Đây, nó sẽ tự mở app chúng ta luôn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ ấn vào nút setting này, có bên phải bên dưới. Kéo xuống phần dưới cơ bao Ita 360, ấn vào đây. Và firmware version, đây là đang ở phiên bản mới nhất rồi. Còn nếu như mà chúng ta chưa update lên thì ở đây nó sẽ báo là chúng ta có thể ấn vào đây để có thể update được. Chỉ đơn giản như vậy thôi, anh em có thể làm theo mình. Nó vào đây và ấn vào phần firmware version đây. Đây, nó ở ngay đây thôi. Nó đó, nó có thể update lên được rồi. Tiếp theo, làm sao để có thể cài đặt sang chế độ FPV mode để quay được 5 phút thì chúng ta sẽ ấn vào đây. Rồi bước từng setting và cái phần recording length này, chúng ta sẽ ấn vào đó và chọn xuống phần 5 phút 5 mode và đó và confirm. Ok, và cái thông báo này nó có nói rằng là chúng ta chỉ nên sử dụng cái chế độ này khi mà chúng ta có một cái nguồn làm mát, ví dụ như là quạt hay là máy bay hay là những cái chiếc drone đó, để nó có thể làm mát được cái chiếc Ita 360 Go này trong một quá trình quay. Và sau khi mà chúng ta quay thì chúng ta cũng phải để cho cái máy bay này nó nguội đi rồi hãy cầm vào. Cho cái máy quay này nó nguội đi rồi hãy cầm vào. Đó, để tránh bị bỏng hay là tránh bị tổn thương và cũng như là để xa từ tay trẻ em. Ok, đây là một số những thông báo, những khuyến cáo của nhà sản xuất. Chúng ta sẽ ấn vào đây làm clip. Như vậy là xong. Và bây giờ chúng ta đã có thể quay được 5 phút chỉ trong FPV mode. Ok, và khi mà anh em đã update firmware xong rồi thì để mà muốn quay ở cái chế độ FPV mode này chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng máy đã hoạt động độc lập luôn chứ không còn kết nối với điện thoại nữa. Nếu chúng ta kết nối với điện thoại thì chúng ta chỉ sử dụng được mà quay tối đa là 60 giây thôi. Còn khi mà chúng ta hoạt động độc lập như này, chúng ta ấn vào cái nút quay ở trong màu đen phía dưới này, chúng ta có thể quay được. Kêu tít một cái và đồng thời nó rung lên, tức là nó đã bắt đầu quay rồi và nó có thể quay được 5 phút chế độ FPV mode. Đó là cái phiên bản firmware mới của chiếc Ita 360 Go. Nói chung là nó đáp ứng được mong muốn của rất nhiều anh em khi mà sử dụng cái con này, bởi vì trước đây thời gian quay của nó chỉ giới hạn ở 60 giây thôi, nhưng mà bây giờ nó đã quay lên được đến tận 5 phút rồi, rất là hấp dẫn đúng không nào anh em? Và nếu anh em thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên like, share, subscribe cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm những thông báo về video tiếp theo của chúng mình nhé. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.